chúng ta cùng phân tích đề bài này. đề bài cho dung dịch là 2CO3 và trong dung dịch chứa muối của mso 4 M là một kim loại có hóa trị không đổi. thu được kết tủa Y có công thức là MCO3 ngậm với MOH tất cả hai lần. nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thấy khối lượng chất rắn giảm đi 27,93%. Mặt khác cho dung dịch BAH lần dư vào dung dịch chứa 0,1 mol mso 4 thì thu được kết tủa có khối lượng là bằng bao nhiêu. Thì đối với tập này chúng ta tư duy như sau này. Thứ nhất là mình phân tích kết tủa Y đúng không? Kết tủa Y ở đây sẽ là MCO3 MCO3 ngậm với một thằng là MOH như này OH này lần này thì người ta tiến hành đó là nung nung thì cái muối các nát này nó sẽ bị nhiệt phân thì nó sẽ tạo đây là MO này đó MO thấy chưa và sẽ sinh ra đây đó là khí CO2 bay đi mất này CO2 bay đi mất còn anh MOH này đúng không thì anh này sẽ bị nhiệt phân và sẽ tạo ra cái gì tạo ra MO và nước tạo ra MO nước thì tạo ra thêm một thằng MO nữa Đấy, tạo ra thêm một thằng MO và đây sẽ tạo ra nước đó thế vậy thì khi nung ấy thì anh CO2 sẽ bay đi này và anh nước này cũng bay đi mất này đó thế ở đây mình sẽ gọi giả sử đi mình gọi chọn anh này là một mol đi chọn anh này là bằng một mol thì CO2 đây cũng là một mol đúng không nước đây cũng bằng một mol cái phần bay đi là CO2 và nước này nó sẽ chiếm 27,93 phần trăm khối lượng của cả cái chất chất này đúng không thế vậy ta sẽ có đây ở đây uh, nung y nhiệt độ cao đi khối lượng không đổi thì thấy khối lượng chất rắn giảm đi thì đây sẽ là phần trăm chất rắn giảm này phần trăm này à, khối lượng này của chất rắn chất rắn giảm Đấy, khối lượng chất rắn giảm là bằng bao nhiêu là bằng 27 uh, phẩy 93 phần trăm thì là 0,2793 đó thì uh, phần trăm khối lượng của chất rắn giảm thì bằng cái làm nó giảm là CO2 với nước CO2 với nước đây là 44 này cộng với 18 này là 62 à, chia cho tổng ở đây tổng đây sẽ là mCO3 tức là m Đấy chưa? M này cộng với M là 2M 2M Đấy Anh C3 là 60 60 mà cộng với 34 là 94 Đúng không ạ Thì đây là 2M cộng với 94 Và từ đó mình sẽ thấy phương trình bằng nhất một ẩn này Mình bấm ra thôi Và sẽ dễ dàng ra được giá trị của M bằng Chúng ta cùng bấm máy tính này Đấy sẽ lấy con số là 62 này Chia cho 0,2793 này Đó ra được cái số nó hơi lẻ tuét này Trừ đi 94 này Chia đôi này Ok ra được 63,99 63,99 thì nó ra là 64 64 thì đấy là nguyên tố là Cu đồng nhé là Cu do ok như vậy thì là sau khi đó thì mình sẽ có dung dịch cv 4 đây và có số mol của CH4 là 0,1 mol người ta đổ cái gì vào người ta đổ thoải mái BaOH hai lần vào đây dư thoải mái luôn đó thì mình sẽ thu được kết tủa gồm có ai à, Cu mà gặp phải OH thì tạo ra đây là CuOH hai lần bảo toàn Cu thì đây không một đúng không à, Ba gặp phải 4 thì sẽ tạo ra là BaR4 thì thằng này cũng là một Em lấy 01 này nhân với 233, còn 01 trên này thì em nhân với 98 và sẽ ra được kết quả thế thôi. Mình sẽ có này 0,1 này nhân với 98 này cộng 01 nhân 233 này, đó thì bằng 33,1 nhé. Kết quả đây sẽ là 33,1 g kết tủa. Và kết quả mà mình cần khoanh về tập này đó là đáp án C, 33,1.